Hùng Đô Kiếu Ngạo. Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình. Khiếp, cái cô vợ sao mà già thế? Cứ như là chị gọi ông chồng ấy nhỉ? Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi. Sao có chuyện gì mà trông chị bực dọc thế? Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở. Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi. Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách. Này cậu, sao mà cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy à?